Con chào các tất cả các cô, các bác, các chú ạ. Em Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem live stream mọi người nhé. Hôm nay đồng hành với em là cháu Minh Huệ. Và những cái dòng xe mà hiện tại đang có mặt tại nhà Hoàng Kiên luôn. Rất là nhiều những cái dòng xe anh em nào mới vào. Dạ, vâng, em chào nhau một câu được không ạ? Vâng, cháu chào tất cả các bác đang xem live stream nha. Dạ, ngày hôm nay là một ngày mà cũng gọi là rất là nhiều những dòng xe mà nhà cháu vừa mới mua về. Nhà cháu sẽ lên hình ảnh chi tiết cho các bác với một chiếc giá, một chiếc deal rất là hời cho các bác nha. Đây, ừ, nhà cháu sẽ lướt qua những em này. Một em SH, lên một em SH màu đỏ cho các bác mệnh hỏa mệnh thổ, SH1 cho các bác nữ nha. Và đặc biệt là có một em quay thái nha anh em nha, quay thái 110. Vâng, xe một chiếc xe giật đẹp rồi đấy ạ. Vâng, một chiếc A-Black bản đầu to đời 2011 nha anh em nha. Form dáng con này chất lượng đấy ạ. Giá rất là tình thương mến thương thôi. Nào các bác phố cổ thì đi lại đây với cháu nha. Cháu vẫn sẽ phục vụ các bác những em xe Jeep này của Piaggio ạ. Quay cái gì mà quay nó cả. Vẫn là những dòng xe chiến lược. Một em Vision luôn cho các bác nha. À, hai em ạ. Ở dưới này cũng còn một em Vision nữa. Chút nhà cháu sẽ lên thật là chi tiết cho các bác. Bên cạnh đây một em Dylan. Dylan anh em nhá. Một chiếc Dylan đời 2003-04. Chiếc Vision màu xanh tím. Và đặc biệt là những chiếc Sen 150 Exciter. Tiếp theo này một chiếc Jupiter. Đấy, Jupiter. Đâu rồi? Đi xuống bên này coi. Jupiter anh em nhá. Những cái dòng xe mà đang có RSX đây. Vâng, RSX này, Abrex bản đèn bi. Đấy, những cái dòng xe Jim. Và những cái dòng xe mà chút chút em mà. Rồi, lại lùi. Em Đức bê mâm. Dạ, vâng. Này, Caramel mới anh em ạ. Nên hôm ra là Caramel đang quay thì hơi bị lập bập tí. Không sao đúng không ạ? Được không? Cẩn thận ngã đấy. Dạ vâng. Vẫn rất là nhiều khách hàng vẫn đi đến nhà cháu để có những giao dịch đó, ở đằng sau kia. Vâng, em kiểm tra âm thanh ánh sáng xem đã thấy ok chưa mọi người nhá. Mọi người nếu mà ok thì mọi người báo với hai cô cháu em để cô cháu em biết đường. Dạ, cô cháu vâng. Em kiểm tra với ạ. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Dạ, xin chào tất cả các bác, các cô đang xem live stream nha. Các bác muốn tư vấn về dòng xe gì, giá như thế nào, màu đời xe, các bác có thể comment để nhà cháu, cháu và cô Dung có thể tư vấn chi tiết nhất cho các bác đó ạ. Dạ vâng, một chiếc xe SH1 nha anh em nhá. Hôm nay thời tiết thì hơi bị nóng nôi ạ. Một chiếc SH1 đời 2022 nha anh em nhá. Màu đen màu xám sần bản led 2 tầng. Đây, led 2 tầng vành ABS cho các bác ABS mọi người nhá. Đấy, bản 2022, con quay một vòng cho cô chi tiết một vòng. Thiết kế đèn mưa rơi rất là đẹp cho các bác. Màu xám sần mang cái vẻ sang trọng này, cả nam cả nữ đều đi được, giúp cháu về nhá. Vâng, Minh Tuấn ạ. Đó, tem SH1 màu vàng đồng. Rất là tinh tế của Honda luôn. Biển số em nó Đức Phạm ơi, có đấy ạ. Vâng ạ. Biển số em nó là 29S2 ạ, 12746 cho các bác đấy nha. Đây, vì những dòng xe cũng gọi là kiểu cách các bác chỉ mua về và đi luôn thôi. Nhà cháu đã rửa dọn sạch sẽ hết cho các bác rồi. Kiểm tra chất lượng đầu ra đầu vào. Nhà cháu kiểm tra rất là chi tiết rồi, pha kính còn đẹp nha các bác nha. Rồi. Đây, quay chị mặt không? Mặt bên này nào. 59 triệu 500 nghìn nha anh em nhá. 59 triệu 500 nghìn một chiếc bản 2022 biển Hà Nội nha anh em nhá. Biển Hà Nội chạy được 7.400 km, 6 khóa smart key. Đấy, phanh ABS anh em nhé. Thực ra những cái dòng này đang rất là cao, hơn 70 triệu ạ. Đấy, anh em nào mà quan tâm những cái dòng này thì làm cho em con này mọi người nhá. Dạ vâng. 60 bao nhiêu nhỉ? Chờ em xem. 59 triệu. 59 triệu 500 anh em nhá. 59 triệu 500 bản 2022. Hơn 7.000 cây, quay công tơ cho cô chưa? Quay gần đây. Con nhìn theo tay cô nhé. Đấy, hôm nay Caramel mới nên là phải chỉ đạo hơn 7.000 km ạ. ABS anh em nhé, 59 triệu 500 nghìn một chiếc SH bản bạc thần. Đấy, anh em nào đúng mệnh thì anh em làm cho em con này. Đời 2022 anh em, tất cả những cái này là zin hết nha anh em nhé. Lốp còn zin. Đấy, biển Hà Nội, anh em nhìn độ sần này. Tay sách không vẫn còn zin theo xe, chưa phải bắn tỉa. Hôm nay chỉ dọn qua thôi, đánh xi một vòng thôi. Đấy, anh em nhìn này, đấy, vẫn còn rất là mới, ấy, bản 2022. Có hơn 7.000 cây thì chưa có gì phải lăn tăn đúng không anh em nhìn bảng inox này.
Đấy, một vòng cho cô bên này. Đây. Ốc trục rất là đẹp luôn. 59 triệu 500 nghìn một chiếc SH đời 2022 anh em nhá. Đấy, anh chị em nào đang quan tâm đó là hàng lớp lót bên em rồi. Nên anh em yên tâm về chất lượng cho em nhé. An ninh và chất lượng bên em vẫn cam kết cho anh em đầy đủ luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. 59 triệu 500. Đấy, bác nào mà quan tâm thì làm cho em con này. Rồi em biển ơi. Số em nó 29S212746 cho các bác nha. Vâng, anh Trần Đức Phạm có xe quay con. Chào em một xíu, em lên quay con cho anh em luôn nhé. Đúng rồi, anh Nguyễn Hiền. À sao anh Tinh đấy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hiện xe này Phạm Đình Điệp, xe này mệnh gì ạ? Xe màu bạc thì cho các bác mệnh kim các bác nha. Anh em mệnh kim cho em con này nó ok vì là mệnh đấy là mệnh của em. Nó đi cái màu bạc, màu trắng ấy. Em thấy nó rất là thuận lợi. Tóm lại là em không mê tín nhiều lắm đâu, nhưng mà thực ra là mình đi theo mệnh của mình. Nếu mà xe to tiền, ít tiền thì thôi cũng không quan trọng. Còn những cái dòng xe to tiền tầm 3-4-50 thì giả lên thì anh em cũng quan trọng một tí thì là ok. Còn anh em không quan trọng thì không vấn đề gì cả. Chỉ là các bác ưa thích màu gì các bác có thể lựa chọn xe luôn màu đấy ạ. Rồi. Vấn đề gì cả, đấy là tùy đức tin của mỗi người thôi. Vâng, nhà cháu sẽ tiếp tục phục vụ sang em của em SH. Bản này là bản 150 cho các bác nha, đời 2022 đây ạ. Bên em có trả góp anh em nhá, có trả góp. Cảm ơn Nguyệt Ánh nhá. Có 8289 không em? Có con 82 vừa mới 87 triệu đấy. Em thấy có anh em đặt cọc rồi. Đặt cọc rồi thấy kêu là chiều nay ship xe cho anh em luôn. Đang bỏ em bao ship cho anh em, nó không biết là anh em có trả lương cao để lại cô cháu còn đi. Ai cô cháu lại về lên đường không biết là khách ở đâu. Vâng, tiếp theo anh em nhá, một chiếc SH cho anh em đây. Dạ vâng, anh Thắng Đức Phạm hỏi nhà mình có quay nhỏ không ạ? Quay nhỏ đây, có luôn. Cho em chút em lên nha, băng nha. Một chiếc SH cao dành cho anh em bản 2022 150 phanh CVS ạ. Một vòng cho cô con ơi, đẩy cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa nha anh em nhá. Màu đỏ cho các bác mệnh thổ mệnh hỏa. Vâng. Đây. Phanh CVS cho các bác nha. Con gì ạ? Con SH1 vừa xong là 59 triệu 500 nghìn ạ. Còn con này thì cao hơn vì là 150 bản CVS. Ui. Anh em nhìn mới chưa? Mới không? Mới đét lên đèn luôn đúng không ạ? Rồi. Còn trong cho các bác. Không có gì phải lăn tan riêng con xe này. Nói thật với anh em, 1.200 km anh em ạ. Vâng, biển số là 29S210939 giúp cháu với các bác nha. Đó. Nút bấm còn đẹp của nguyên này, đời 2022 giúp cháu. Hơn 1.000 cây nha anh em nhá, để em kiểm tra xem là con này bao tiền. Yên rất là đẹp. Về những dòng xe này thì nhà cháu sẽ không mua, sẽ không nhập vào những dòng xe tai nạn ngập nước nha. Đây là các bác yên tâm ạ. 10939 chính chủ vân tay đầy đủ cho anh em luôn. Tháng 10 2022 anh em ạ, tháng 10 2022. 82 triệu đồng nha anh em nhá. Chị 82 triệu đồng 1200 cây đời 2022 150 CVS dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em quay gần cho cô cái này. Các bác nào tay cầm lên mới này. Đấy, anh em nhìn này, 1200 km anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn tay cầm nhá. Phần này anh em để còn màng nhện trăng chưa đi. Đấy, đây bên này nữa, bên này. Đấy, đọc cả hai vết nhá. Hai vết này cũng đọc. Dạ vâng. Đây năm sản xuất 2022 150 khóa smart cây cho em anh em nhá. 82 triệu đồng dành cho anh em nào thích mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Thực ra những cái dòng này nó là cái dòng mà nhiều anh em thích, nhiều anh em thì nó là 150. Đấy, em đi mặc quần áo là em leo lên xe tốt anh em ạ. Váy bó nhiều khi chả là lên được. 150 anh em nhá, máy phê đó. Ra 150 đi phát lên xe phát hút ngay. Đấy. 82 triệu đồng anh em nhá, quay cho cô nốt cái ốc chụp bên này. Kính con anh em nhá, rất là mới luôn ạ. Đây này, ốc chụp còn đẹp. Đấy, bác nào mà quan tâm thì làm cho em con này. Đây, okay. Anh Tuấn Nguyễn ơi, nhà em có Vision okay. 2020 cho các bác nha. Nếu mà chút nữa em lên được thì em sẽ lên. Vision nhà em rất nhiều rồi ạ. Chiều khóa anh em nhé. Anh em nhìn chiều khóa cho em ạ. Chiều khóa đầy đủ cho anh em ạ. Đấy, tay sách vẫn còn zin theo xe, chưa phải bắn tỉa luôn. Anh em nhìn trong chỗ cốp trong đẹp không? Anh em chẳng để cái gì gọi là hơi sấy xước tí nào luôn. 82 triệu đồng mọi người nhá, một chiếc SH150 phanh CVS. Dạ, vâng. Bản 2022 chạy 1.200 km cho em, dành cho anh chị em mệnh thổ mệnh hỏa đấy. Chị em mà cứ dáng cao tầm 1m56-57 trở lên thì là đi những cái dòng này rất là ok. Dạ vâng, như cháu Huệ là chân đỡ được, rất là thoải mái rồi. Đúng rồi, cháu Huệ nó là hàng đỉnh cao rồi, cô dùng chân ngắn ngắn ấy vẫn đi được mà. Vâng, đúng anh em nhờ.
Cháu cảm ơn bác Nguyễn Hiền nha. Đây. Anh Tuấn Nguyễn muốn quay vi rừng đen xám ạ. Dạ vâng, chút nữa em sẽ lên cho các bác nha. Lên dạ. Trước cho các bác một em vẫn là vi rừng nhưng mà màu xanh tím than. Em thay đổi, hôm nay em thay đổi style anh em ạ. Cổ của em nóng quá, bình thường váy bó nóng quá. Xe Vin vừa viết mỗi một lần xuống line là te tua lên. Hôm nay là em thay đổi style, em chơi quả áo rộng thùng thình, mặc cho nó mát anh em ạ. Rồi, tiếp theo anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nguyễn hỏi nhà mình gọi con SH1 nào siêu lướt không ạ? Như con vừa nãy là em thấy khá là đẹp. Lướt đây anh em nhá, con đấy 2022. Đấy là con đấy là hiện tại là lướt. Còn một con nữa, hình như là biển tỉnh hay sao ấy. Em nhớ không nhầm, con biển 38. Đấy, còn một con SH1 biển 38 cũng là màu bạc 2022 23 gì đó. Ừ, để em hôm kiểm tra xem. Con với nhà bố con có like qua rồi đó. Đấy, con biển 38 anh em nhá, con đấy là 20, anh em lại không ghi vào đây. Mất rồi nhưng mà không ghi năm sản xuất. Dạ vâng. Ghi vào đây em không nhớ, không biết, không bấm tóm lại là 2022, 2023 gì đấy. Còn một con biển 38 là hơn 50. Còn con đấy là hơn 59.500.000 thì biển Hà Nội anh em nhá. Rồi, tiếp theo anh em mời một chiếc xe Vision màu xanh, có màu đen luôn anh em nhá. Đây, màu đen đây anh em. Đây. Đây. Có màu đen đây anh em nhá, chờ em một xíu xong em quay màu đen cho anh em luôn. Đây, quay màu xanh xanh trước mọi người nhá. Lên cho các bác một em Vision đời 2021 cho các bác xanh nha. Bản màu xanh tím than đen bóng đây, lướt qua một lượt đi. Nóng lắm mọi người. Có bán chịu không chị? Bán chịu thì chị không bán đâu Công Kiên ơi. Chị chỉ bán bán đấy thôi, có bán xe thôi, không bán chịu. Vâng ạ. Có bán trả góp, không bán chịu anh em nhá. Vâng. Biển số em nó là 29U1 cho các bác ạ, 46303 đây. Rồi, 2021 chạy 6.000 cây màu xanh tím cho em ạ. Đấy, dành cho thực ra những cái dòng xe này nói thật với anh em là nó là hàng lướt. Thì đương nhiên hàng lướt thì nó lại đồng nghĩa với việc giá nó cũng căng tay. Vì những cái dòng xe Honda thì nó đã không bị, nó không được gọi là lỗ nhiều lắm. Nên anh em đi sau Yến. Thì nếu mà ở hàng lướt thì gọi là đỡ so với tiền đăng ký một xíu thôi. Chứ còn anh em đi hẳn sau cùng thì nó lại khác. Đấy, còn đây là hàng lướt dành cho anh em lười đăng ký hoặc anh em gọi là biển tỉnh thì có thể là tham khảo cho em con này mọi người nhé. 2021 chạy hơn 6.000 cây thôi. Quay lại cho cô Âu Trục này. Đấy, một vòng màu xanh tím dành cho anh em mệnh thủy cho em mọi người nhé. Mệnh thủy mà đi những cái dòng này đấy gọi là nó hợp mệnh. Rồi, một vòng như này, một vòng hơn 6.000 cây. Đấy, hơn 6.000 cây biển U. Anh Thành Nguyên có hỏi là có màu trắng không ạ? Có gì màu trắng? Chắc là anh hỏi Vision màu có trắng. Màu trắng luôn anh em nhá, Vision có màu trắng luôn. Đấy, con này biển U anh em nhá, sơn tây. Kiểm tra xem, cô kiểm tra nào. Anh Lợi Giang hỏi nhà mình có 8291 Lào không ạ? Có anh ơi, có 82 đấy, có 82 trong nhà, chút em vào nhá. 31 triệu tháng 11 năm 2021 anh em ạ, màu xanh. Vâng. 31.400.000 là hiện tại là giá đưa ra, nhưng mà thôi ngày hôm nay em bán ra 30.800. 30.800 một chiếc Vision đời 2021 màu xanh tím nha anh em nhá. Xe này em vừa đi em vừa đi thử xong. Còn các bác có thể nhìn giúp cháu đấy ạ. Nút bấm hết xăng rồi. Rồi. Đây. Em vừa đi anh em nhá, em vừa chạy lượt một vòng, mắt máy chạy thích ạ. Cái dòng này máy chạy nó thoát máy, nó tóm lại là như nó bồng bềnh, nó máy nó đi nó theo kiểu là nó bốc, nó lướt. Rồi. Nó nhẹ nhàng. Rồi, con nào nó cao. Đúng rồi ạ. 30.800.000 2021 nha anh em nha, mệnh thủy cho em. Đấy. Tay sách thì anh em có bán tỉa mọi người nhá. Chắc là tại là do là anh em có thứ nhất là đi, hai là cái khóa quần hay để đây nó hay bị cọ quẹt và nó hơi xảy xước một xíu. Bán tỉa nguyên cái tay sách cho em thôi, còn sơn zin máy zin anh em nhá. Anh Khánh 30.800.000. Rẻ vậy em ơi. Nó là mức giá rất là hợp lý cho các bác rồi. Đó, vâng. Nhà cháu mua vào bao nhiêu nhà cháu sẽ chỉ lên một chút thôi. Các bác theo dõi nhà cháu nhiều hiểu là nhà cháu cũng lên không quá cao. Rồi. Đây là cũng rất là mong các bác, thật là nhiều các bác ủng hộ nhà cháu ạ. Giờ like con này trước. Anh em đang hỏi con Vision cẩn thận. Dạ vâng. Đi cẩn thận nào. Nguyễn Thanh Tùng hỏi nhà mình có Winner lướt không ạ? Winner lướt em có anh ơi. Winner em có nha anh em nha. Winner X em có, Winner V em có. X-Size 150, 135, 155, bên em cũng có đủ luôn. Cái dòng đấy bên em nhiều lắm. Chắc là có khả năng là chiều hôm nay, đáng nhẽ sáng hôm nay thì em lên em like những cái dòng xe trên nhà. Nhưng mà hiện tại là xe mới về và xe dọn xong rồi cũng rất là nhiều. Nên là Đức bê mâm bảo thôi,
chiều sáng nay chị like ở đây đi, xong chiều chị lên và chị like ở trên nhà cho em không nhiều quá. Ê, 110 sang tên chính chủ bao nhiêu tùy anh. Anh muốn sang tên Hà Nội với Hà Nội hoặc tỉnh với tỉnh. Đấy, quan trọng rút hồ sơ thì anh em bây giờ rút hồ sơ thì nó cũng tiền nó cao hơn bình thường một xíu. Tại vì nó là hàng hồ sơ định danh ấy, nên đâm ra là rút hồ sơ nó sẽ cao hơn ngày trước. Ngày trước nó có 2 triệu nhưng bây giờ anh em xác định cho em tầm khoảng gần 3 triệu đấy ạ. Dạ rồi nhá. Nhà cháu một bên là sẽ hỗ trợ các bác sang tên luôn đấy ạ. Vâng, rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc Vision. Dạ. Bản đen sần, củ phanh đỏ, tay sách đỏ. Vâng, vừa nãy của anh hỏi luôn, tên đỏ. Vision đời 2020, đây nhà em có luôn, em này luôn cho các bác nha. Rồi. Đây màu đen sần ạ. Quay một vòng đi con ơi, quay một vòng đi cho anh em, các cô, các bác, các chú nhìn. Vâng, đó. Có trong giỏ hàng không? Hiện tại không có trong giỏ hàng anh em nhá. Hiện tại nếu mà anh em đang có nhu cầu thì anh em có thể vào nền tảng khác giúp em. Đấy, xe máy Hoàng Kiên 52 chùa. Xe máy Hoàng Kiên 52 chùa Hà, hoặc anh em vào cái nền tảng luôn của mình đang có số hotline trên đấy ạ. Anh em vào giá lồ xong là anh em liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online để gửi hình ảnh cụ thể và anh em báo cọc luôn cho em nhé, tại vì hiện tại xe máy nó không có trên giỏ hàng đâu ạ, không có trên giỏ hàng nên anh em cô Dung đã gắn xong rồi. TikTok gọi là alo chị ơi, xe máy nhà em không ship được đâu, thế nên là em không gắn được giỏ hàng xe máy, thế là thôi. Thế là các bạn có thể vui lòng có thể inbox cho nhà cháu nha, nhà cháu sẽ trả lời hết. Tại vì là nếu mà gắn giỏ hàng thì chỉ có gắn đồ xe máy thôi. Đấy, em đang tính em bán thêm đồ xe máy thôi, phụ kiện xe máy thôi. Chứ còn nếu mà anh em đồ cả một cái xe máy này là người ta không cho gắn giỏ hàng vì người ta không ship. Bắt buộc TikTok là phải có hàng ship cho người ta nếu mà bán trên nền tảng đấy. Đó, thế nên đâm ra là không ship được bằng xe máy anh em nhá. Bọn em like là bọn em kéo về nền tảng khác. Anh em xem này, mọi người cố gắng hiểu cho em nhá. Tại vì là nền tảng TikTok nó sẽ khó hơn nền tảng khác một chút. Cứ nói đến nền tảng khác là cái TikTok này nó sẽ bó, nó sẽ chặn luôn ạ. Vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều. Một chiếc củ phanh đỏ. Rồi anh một anh đang hỏi là còn lốp không? Chờ em xíu em kiểm tra lốp cho anh em. Rồi, 2021. Con này 2020 đúng không? Rồi, lốp mắt đi anh em nhá. Lốp mắt rồi. Đây, 2020. Vâng. Một vòng cho cô con ơi, một vòng cho cô. Đây, nhờ lốp vòng, một vòng. Ok luôn cho các bác nha. Rồi, một vòng củ phanh đỏ, tay sách đỏ nha anh em nhá, bản sần. Vision. 2020 rồi các bác, 4 năm rồi. Biển số em này là 29S6 ạ, 81974 cho các bác nha. Vâng, 81974. Các bác nam này, các bạn thanh niên này, đi giúp cháu nhà em này rất là đẹp trai luôn. Vâng, thực ra những cái dòng này là đời chót, đời cuối cùng của một bản Vision mà rất là nhiều anh chị em thích form dáng. Bản thân em cũng rất là thích form dáng này, đời này, máy này. Nói thật là mấy anh em là như vậy, còn tùy từng anh em, ví dụ tùy từng người một, có những anh em thích form dáng mới, có những anh em thích form dáng cũ, nhưng bản thân em là người mà đi form dáng này, em rất thích, thật sự một câu là em rất thích cái form dáng này. Dạ, vâng. Máy nó chất, thật sự máy nó, anh em hãy tìm máy hộ em. 2020 anh em biết đời chót, đời cuối cùng bản đen sần. Tay sách đỏ của phanh đỏ mang bán ra với giá thị trường. Hiện tại là ngoài thị trường nhiều anh em vẫn bán ra 30-31 triệu đấy ạ. Nhưng hôm nay thì em bán cho anh em 29 triệu 500 thôi. Đấy, 29 triệu 500 nha anh em nhá. Đây, chìa khóa lủng văn liềm đầy đủ cho anh em. Một chìa nhé, một chìa. Quay nốt đây. Bên này cho cô. Đây, cốp xe em nó đây cho các bác nha. Đó. Từ trước tới nay Vision nó vẫn kiên trì với một cái máy 110 thôi. Honda vẫn luôn luôn cho Vision một cái máy 110 đấy. Thế nên là các bác nào mà đang muốn mua những dòng xe mà có thể là đời nó cao hơn nhưng mà giá tiền, cái số tiền mà các bác có lại ít hơn, tầm vừa tiền, ví dụ kiểu 29 triệu 500 như em này, các bác có thể chốt luôn em này giúp cháu nha. Tại vì máy nó vẫn như thế, chẳng qua là đời nó khác nhau thôi. Với cả cái thiết kế từng năm nó sẽ khác nhau. Những cái đời 2023 đầu nó sẽ to hơn vì bản thân cháu Huệ đi rồi. Những người mà thực ra là các bạn nam cao cao này, hoặc là những bạn nào mà kiểu cao như cháu đi, những em đầu to thì cảm giác sẽ là cầm chắc tay hơn. Nhưng mà các mẹ các chị này, bạn nào nhỏ nhắn xinh xắn như cô Dung này thì những em này nó rất là vừa. Không phải, tại vì là cái chất máy anh em ạ, cái chất vâng máy ạ. Cái chất máy của đời 2017, 2019, 2020 là cái chất máy nó, với bản thân em này, em thích cái chất máy của nó thôi. Mà nghe nó đanh tiếng, nó đanh tiếng và đi nó không bị bồng bềnh xe, nó đi nó có đời là nó chắc xe. Còn nếu mà anh em mà đi cái đời mới ấy,
thì nó có cái độ bồng bềnh, nó cao và nó phồng phành hơn, đi cứ cảm giác như kiểu là nó, tóm lại là để mà nói nhận định là của em là kinh nghiệm của em đi nhiều xe, em đi với cái con Vision đời mới và Vision đời này thì em thích cái máy đời này hơn. Đấy, quan trọng là như thế. Còn tùy từng anh em nhá, tùy từng anh em, tính anh em nhiều thích xe mới. Đấy ạ, tùy các bác. Đúng rồi, cháu cũng công nhận với cô Dung là máy em này đanh hơn rất là nhiều. Ừ. Đanh hơn cả máy đanh mà, máy đanh đi mà đúng nó rồi. Chắc xe, vấn đề ngoài nó khác hẳn cơ nhỉ. Đúng rồi, nó chắc, quan trọng là đi cái máy đời này nó chắc xe lắm. Anh em nào phải thích nhá mọi người nhá, còn là để mà giá thì anh em cũng thông cảm cho em vì là giá những cái dòng xe đời đấy nó giữ rất là giữ giá, nó cực kỳ là giữ giá luôn. Đó, rồi. Nguyễn Thanh Nhàn, con Vision màu xanh đấy đời bao nhiêu biển gì ạ? Ok. Vision xanh đấy là đời 2021. 21. Đời 2021, con Vision xanh 2021, hay Vision đen 2020. Chị có thể nhắn đúng tin đời, đúng với cả các bạn nhỉ? Online giúp em nha. Các bạn xin gửi hình ảnh chi tiết và biển số xe giúp mình với ạ. Rồi. Rất là nhiều anh em rút hồ sơ bây giờ có làm được luôn không? Thực ra lúc rút hồ sơ thì anh em rút hồ sơ thoải mái nhưng không phải là rút một phát ăn ngay. Mà anh em rút một rút nó phải cần thời gian ạ. Ở đâu cũng vậy. Có thể biển tỉnh anh em rút trong vòng tầm khoảng một tháng quay đầu. Nhưng biển Hà Nội có thể có bộ hồ sơ nó lên tầm 2 tháng. Còn không thì tầm khoảng 1 tháng hoặc hơn 1 tháng tùy từng bộ một, tùy từng tỉnh, tùy từng quận một anh em nhé. Ví dụ như Hai Bà Trưng hoặc Đống Đa thì em thấy là các anh em ở đấy nó rất là khó rút. Và không phải là khó rút mà lâu ấy, hồ sơ lâu hoặc là trên thành phố rất lâu, hoặc bên Hà Đông cũng vậy. Nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi, đỡ hơn cái lúc mà bắt đầu người ta làm định danh ấy, rất thời điểm đầu làm định danh kinh khủng khiếp. Em rất là rút hồ sơ bỏ vào 3-4-5 tháng không rút được ra đấy. Nhưng bây giờ thì ok hơn rồi anh em nhé, để anh em yên tâm. Tầm này anh em cứ rút hồ sơ, nếu anh em cần giá tiền hoặc là xe mà cảm thấy mình thực sự yêu thì mình sang hồ sơ, rút hồ sơ sang tên được. Còn nếu mà ví dụ những con xe nó bình thường, nó giá trị của dưới 30 triệu thì thôi. Thế theo em khuyên thì anh em không nên rút hồ sơ, anh em cứ đi chán xong anh quay lại bán. Hoặc anh em thay đổi xe cho em. Mọi người nhá, đừng nên sang tên nhiều, nó vừa mất phí, nó vừa mất thời gian của anh em đi đúng không? Nó mất công ra. Dạ vâng, anh Vinh Hà muốn xem xe Way ạ. Anh có thể comment giúp em là anh muốn xem xe Way A, Way S, xe Way Z X, hoặc là giá tiền của anh như thế nào, nhu cầu của anh ra rồi. Sao đó. Một chiếc xe X size 150 cho con ơi. Con giới thiệu được, cô uống cốc nước. Vâng, lên cho các bác một em X size 150 nha. Màu trắng đỏ rất chi là nổi bật các bạn thanh niên đi đây ạ. Đời 2018 giúp cháu với nha. Màu trắng đỏ đen rất nổi bật đây. Rồi, hơn 1 vạn cây thôi ạ. 150 anh em nhá, một chiếc mà rất là nhiều anh chị em nó là nổi bật một thời. Đấy, biển thì được cái là biển cáp 99, cái biển tương đối là đẹp ạ. Đời 2018 9i7 ạ. 42399 giúp cháu với nha các bác nha. Rồi. Đó, từ cái đèn này nó còn đẹp nguyên cho các bác luôn. Nhà cháu sẽ cố gắng sửa soạn đẹp đẽ nhất có thể. Xong rồi sẽ đưa đến các bác. Cũng không phải là lên đâu. Đó, dọn dẹp và rửa giấy sạch sẽ thôi. Rồi, 19.800.000 anh em nhá, một chiếc X-Size 150 bản đỏ trắng đen. Bởi vì những cái bản này nó là ba màu anh em ạ, đỏ trắng đen. Đấy. 2018 mọi người nhá, bản 150. Đấy, cái dòng này thì anh em nó là hàng máy zin rồi. Đấy, con đây quay nốt cho cô bên này. 150 anh em nhá, 19.800.000 đời 2018. Đấy, xe dọn sạch sẽ ngon lành hành đào cho anh em rồi. Cái dòng xe này bên em vẫn cho anh em test, vẫn cho anh em cam kết cho anh em về chất lượng rồi nhá. Riêng chất lượng bên em thì anh em không phải lo và không phải lo lắng về dạ, chất lượng bên em rồi. 19.800.000 đấy, dành cho anh em nào thích đam mê X-Size 150. Đấy, đồ đạt quay một vòng rồi đúng không con? Dạ vâng, quay một vòng rồi. Đấy, anh em mắt đẹp luôn cho các bác nha. Rồi dạ. Anh em nào quan tâm cho em X-Size 150 19.800.000 anh em nhé. Dạ vâng. Đấy, học 18 sinh viên này, trên này, thanh niên này có nhu cầu, có nhu cầu kiểu muốn chơi một chút. Thực ra là tầm tuổi này các bác nào mà muốn đi xe ga xe số nhiều rồi mà muốn đổi gió một chút sang xe côn có thể lựa chọn những dòng xe cũ như thế giúp cháu ấy ạ. Đó, thực ra những em đấy khi mà các bác bán lại, các bác đi một vài năm các bác bán lại cái khấu hao xe không hề nhiều ạ. Rất là phù hợp thôi. Rồi. Phù hợp với giá tiền. Rất là nhiều anh em bên tọt đang hỏi là hơn 40 triệu NVX 155 hay 150, quan trọng anh em thích form dáng nào thôi. Ví dụ 155, 150 thì nó đều form dáng gần gần như nhau.
anh em 150 thì NB150 thì mọi người cứ nhìn thấy nó bẩn, mọi người thích thì nó là bẩn tần, thích thì nó là bẩn bóng, tùy từng người một. Thực ra là cái quan trọng anh em thích thôi, chứ để hỏi bọn em thích thì nó cũng khó. AB bên em rất là nhiều anh em nha. WE016 tầm bao nhiêu tiền? WE016 anh em có xác định cho em tầm, nếu mà xe đẹp cứng cáp tầm 14.500 anh em nhé. 14.500, 15.500, 16.500 tùy xe. Đấy, có những con xe ví dụ xe đẹp bên em vẫn bán ra 17 triệu, 18 triệu bình thường anh em ạ. Dạ em chào anh Tuấn Thịnh nha. Vâng. Nóng quá nhỉ? Đây, chị Nguyễn Thanh Nhàn có hỏi là Hoàng Kiên ơi, chị có chiếc xe Jim Việt 2012 mà cháu nó thích đi. Vision chị mang ra em đổi cho chị nhé, chị ở Hoài Đức. Dạ được chị ạ. Được, Nguyễn Thanh Thanh Nhàn ơi. Dạ, được vâng ạ. Xe của chị có thể inbox với các bạn online này, chị gửi hình ảnh chi tiết xe giúp em với nha. Các bạn sẽ hướng dẫn chị chụp ảnh và chị gửi hình ảnh xe nhé, em sẽ định giá xe cho chị với ạ. Và em sẽ đồng thời tư vấn luôn giá Vision giúp mình luôn đấy ạ. Vâng, V1 anh em muốn lấy Winner V1 đúng không? Tầm hơn chục anh em ạ, hơn chục triệu anh em lấy Winner tầm khoảng 15, 16, 17 triệu có xe rồi. Rồi tiếp theo một chiếc Jeep anh em nhá, Jeep màu đỏ dành cho chị em Mệnh Thổ Mệnh Hỏa trên. Đây, một em Jeep của Piaggio, một trong những dòng xe mà các bác rất là phù hợp để đi phố phường Hà Nội, 36 phố phường đây. Vâng. Đây, các bác dân chơi là phố cổ là gần như là bác nào trong nhà cũng phải có một em Jeep. Gì theo cháu đi cho thấy đường phố là như thế. Biển số em nó là 2921 ạ, 47256. Màu đỏ rất chi là rực rỡ đây. Các bác có thể thấy lên trên này. 2013 mọi người nhá, 2013. Vâng. Một chiếc xe Jeep 2013. Đặc điểm của xe Jeep là nó không có cái chỉ số xăng. Khi mà xe hết xăng nó sẽ tự báo lên đây một cái đèn để cho nháy đúng không? Rồi, 10 triệu đồng anh em nhé, 2013 xe dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi. Đấy, dành cho chị em Mệnh Thổ Mệnh Hỏa mà dáng thì nhỏ nhỏ mi nhon. Như kiểu em đấy, như kiểu em một xíu nhỏ nhỏ mi nhon, em là ok hợp mọi người ạ. Lên luôn. Thế thôi, em không thích đi xe Jeep đâu. Thế thôi, cao mọi người nhé, không phải thấp đâu ạ. Jeep tại vì là anh em biết vì sao, cái yên nó rộng, cái yên nó to. Đấy, mọi người đi thấy cũng cành càng, nhưng cái quần cũng bẩn. Trông nó bé bé. À, xe Jeep các bác có thể điều chỉnh luôn được cả yên các bác nha. Các bác muốn điều chỉnh yên thấp lên xuống được yên thấp, muốn lên yên cao lên được yên cao. Chưa? Đấy, mọi người nhìn đó. 10 triệu đồng anh em nhé, có 10 triệu đồng một chiếc xe Jeep 2013 màu đỏ cho em. Đấy, xe máy móc ngon lành cành đào anh em nhé, xe dọn sạch sẽ hết cho anh em rồi. Của Piaggio, đấy, 10 triệu đồng rồi cho quay em đi được. Con kể cốp mà, đã quay cốp đâu? Chưa quay cốp đúng không? Rồi mở nốt cái cốp cho chị. Cốp các bác có thể tùy chỉnh, đây, có một cái thanh này, các bác có thể tùy chỉnh luôn cả chiều cao của nó nha. Đấy, anh em nhìn một chiếc xe Jeep giá có 10 triệu đồng mọi người nhá, giá thì cực kỳ là yêu thương luôn. Vì có 10 triệu một con xe Jeep mà Piaggio lúc đầu hơi bị cao đấy, 2013. Rồi dành cho anh em đi ăn đi làm ạ, biển 17 mọi người ơi. Đây, lên cho các bác một em Wave SX màu đen sần luôn cho các bác nha. Đời rồi. 2017 giúp cháu với ạ. Rồi. Biển số em nó là 12H1-21659. Đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên. Thực ra là các bạn đi ăn đi làm, mua những dòng xe này đi ăn đi làm thì nó đúng rồi, thì nó đúng hơn giúp cháu. Còn thanh niên thì bây giờ cháu thấy là các bạn cũng bỏ dáng một tí, thích mua những em mà trông nó cũng cứng cáp, sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhưng mà với những cái tầm giá vừa tiền như này, các bạn có thể lựa chọn cho rồi, quay gần, quay cho cô. Quay này tay nha. 2017 nha anh em nhá, 2 năm sản xuất 2017, bản sần cũng đều theo xe. Biển Lạng Sơn anh em nhá, máy còn zin theo xe, em nổ máy cho anh em luôn. Đấy, bản này là cái bản đắt nhất. Đây. Bản này nó là bản đắt nhất anh em nhá. Tem vẫn còn zin theo xe này. Bản tem nổ, tem vẫn còn zin theo xe. Biển thì biển Lạng Sơn, giá thì cực kỳ yêu thương luôn. Rồi, quay cái mặt cho cô. Đấy, một vòng nha anh em nhá. Đây. Thôi, nó cũng đều theo xe, bản vành đúc, phanh đĩa. Giá thì cực kỳ yêu thương, có 12.800.000 thôi nha, 2017. Nó đen cái đít biển 12. Thế bình thường con này biển Hà Nội nó sẽ cao hơn anh em nhá. Đây, quay nốt cho cô bên này. Bản đen sần mà các bác. Rồi, vành đúc phanh đĩa nha anh em nhá. Vì nhà hộp xích thì nó cũng vừa thôi, bị xước cát một tí không tránh khỏi được. Tại vì anh em đi đường rừng, đường núi, hay là anh em để chân, để liếc, còn nhiều khi anh em không đi cũng vẫn bị xước, vẫn bị han, vẫn bị dỉ bình thường mọi người nhá.
Đấy, dọn sạch sẽ ngon lành cành đào cho em rồi, mới bán ra với giá là 12.800.000. Đấy, một chiếc Direct đời 2017 bản tem này, tem nổi này. Bản tem nổi là bản đắt nhất nha anh em chị em. Rồi, tiếp tục quay về. Quay về vị trí ban đầu. Còn em mệt. 12.800.000 anh em nhé. Hôm nay bầu trời Hà Nội nó không nắng nhưng nó rất là oi. Đúng không? Đây là camera mình cũng hơi mềm mềm một chút. Rồi. Một anh già giàu họ bảo là đi xe Jeep đổ xăng là thực ra là nó cũng chỉ thực ra các bác so sánh với những dòng Honda mà Honda lại siêu tiết kiệm xăng rồi thì thật sự nó cũng hơi hao xăng cho các bác một chút, nhưng mà cháu thấy là với cái dung tích xi lanh như vậy thì cháu thấy như thế là cũng khá là hợp lý, cũng không tốn quá nhiều xăng, cũng không đến giống như là lưới chế cơ đâu ạ. Lưới chế cơ là một cái khác rồi. Đúng rồi, vâng. Không, em like xe máy. Nói thật với anh em là mỗi một lần like xong là chân tay quần áo là em hay quệt hay cọ nó bẩn, không tránh được đâu. Tại vì làm cái ngạch này, cái nghề này nó là bị quệt, bị cọ nó là bình thường. Không phải là ví dụ như bản thân em hay đấy, em hay như thế này, thế là nó đành thành ra là nó bị bẩn. Nên thôi anh em thông cảm nhé. Dạ vâng. anh em soi em kinh quá. Vâng, một chiếc Ablet tiếp theo nha mọi người nhá. Một chiếc Ablet tiếp theo. Bản đầu to cho các bác nha. Rồi. Đây, bản nhà cháu hứa hẹn 2011. Là 2011 trước giá rất là hứa hẹn ưu đãi thôi. 2011 cho anh em nhá. Rồi, em này rồi. Bản màu đen bạc cho các bác nha. Hộp cho các bác nào mệnh thủy, mệnh mộc đây ạ. Đi giúp cháu những em này. Đây, thực ra những em này biển số là 29H102933 giúp cháu với. Rồi, 2011 anh em nhá. 2011 bán ra là 13.500.000. 13.500.000 nha anh em nhá. Một chiếc Amalet đời 2011, máy vẫn còn zin theo xe. Xe đồ đạc đều theo xe đây ạ. Đều theo xe, sơn cũng vẫn còn có spa một xíu anh em nhá. Có spa một xíu, pha kính đều đẹp. Máy còn zin, quay cho cô bên này. Máy còn zin, máy chất lượng anh em nhá. Chìa khóa còn cả đôi. Đấy. Ra máy thì có bán tỉa nhưng mà đầu bò máy vẫn còn zin theo xe. Con phải để cái cân lên như này nó không. Rồi, tiếp theo bên này. Củ láp cũng vẫn còn đều đều anh em nhá. Biển H này. Đấy, tay sách thì có được bán tỉa nhưng được cái máy vẫn còn zin. Sơn xô thì cũng không thể tránh khỏi được đâu ạ. Anh em nhá, anh em vì là những cái dòng 2011 đến tận bây giờ thì thường thì là sơn nhũ thì có những xe phải làm lại hoặc tay sách này. Đấy, anh em cầm nhiều thì nó cũng bị xước sát, cũng bị gọi là bẩn chày, cũng không thể tránh được. Vâng. Những dòng cốp của Ablet này nó rất là rộng rồi, thực ra cháu thấy nó rộng. Những cái máy tính laptop mà khoảng 12-13 inch là để được vừa cho các bác nha. Vâng, bên mình có ship tất cả các tỉnh nha anh em nhá. Nếu mà anh 6. Em đang có nhu cầu tìm mua hoặc là anh em thích mua hoặc anh em đang xem live trực tiếp mà đang ưng ý một chiếc xe ví dụ như con Ablet này, anh em có thể liên hệ trực tiếp Apollo trực tiếp bên em. Anh em ơi, chị ơi, em đang lấy mua một chiếc xe, chị Dung đang live stream đấy, giá như thế này, anh em cứ báo chốt cọc cho em. Đấy, chốt cọc cho em, anh em thích thì anh em có thể đến trực tiếp lấy xe, hoặc nếu mà anh em không có thời gian bận, anh em phải đi làm thì bên em có thể ship tận nơi cho anh em được mọi người nhá. Phí ship thì anh em mất tiền cho em. Dạ, vâng ạ. Tùy từng tỉnh một ạ. Ra là ship nhà cháu ship cũng chỉ mất khoảng vài trăm cho các bác thôi, không quá là tùy tỉnh anh em nhá, tùy tỉnh ạ. Vâng, lân cận đây thì tầm khoảng 300-400-500 nghìn, nhưng anh em miền trong miền Nam thì cũng phải tầm dưới 1 triệu đấy ạ. Lấy đúng giá nhà xe, lấy bao nhiêu nhà cháu cũng sẽ lấy các bác bấy nhiêu nha, nên là các bác có thể hoan hỉ trả chi phí đấy giúp nhà cháu với ạ. Vâng, từ Lạng Sơn xuống Cà Mau đến tận Phú Quốc nhà cháu cũng có thể ship được cho các bác ạ. 13.500.000 một chiếc Ablet đời này, nhưng máy còn zin, hình hài thì có được spa một xíu rồi, không tránh được nhưng vẫn còn đồ vẫn còn rất là đẹp mọi người nhá. 13.500.000 ạ. Đấy, anh em nào quan tâm thì làm cho em con Ablet này. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc Quay Thái, xe đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cành đào rồi. Một chiếc Quay Thái này 21.500.000. Em thấy Tuấn báo ra hộ em là đúng ra là bán ra là 22 triệu, thế bảo là 22 triệu có bớt được không, bớt 500 anh em ạ. 21.500.000 một chiếc Quay Thái. Rồi, quay gần cho cô, quay gần theo tay cô chỉ đâu con này quay.
xuống. Đây Thái 110 nha anh em nhá, 110 xe dọn sạch sẽ hoa lành cành đào cho em rồi ạ. Tóm lại là xe một chiếc xe dọn đẹp, cái đầu bò còn đẹp, xong một cái em quay đầu bò cho anh em luôn mọi người nhá. Đấy, một anh chủ cũ qua dọn rất là cẩn thận, chi tiết. Đây anh em nhìn này, đấy đồ đều vừa mới về tại cửa hàng xong. Dạ vâng, biển số em nó đến từ 29M1 ạ. Vâng. 36538 cho các bác nha. Đây. Ui rẻ quá anh nhở. Thắng Nguyễn hôm qua anh lấy về Hoài Đức phí ship có 200k thôi, đúng rồi anh. Thì anh em nhà xe lấy bao nhiêu thì bọn em lấy các anh bấy nhiêu thôi, chứ em không lấy thêm tính phí tính tiếp gì đâu ạ. Đấy, quan trọng anh em lãi tiền xe thôi, ăn gì cái tiền đấy đâu, đúng không? Quay đây, tiếp bên đây. Rồi, một vòng cho anh em nha, 21.500.000. Có anh em nào đáng chơi, đáng thích một chiếc quay Thái 110 này không ạ? Đấy anh em nhá, một chiếc quay, mà đấy, đầu bò con quay gần đây không? Đấy, anh em nhìn đầu bò. Cô để em quay nhá anh em nhá, em quay cho anh em nhìn đầu bò. Đấy, anh em nhìn đầu bò này. Đấy, anh em nào mà đang tìm mua một chiếc quay, anh em xem tham khảo cho em con này mọi người nhá. 21.500.000 xe vẫn đang nổ anh em nhé, được cái giật ngon lành thành đào rồi đấy. Quan trọng anh em chủ cũ người ta giật nó rất là kỹ càng, vâng. Bên này con ơi, tiếp bên này. Đây anh Hương Nguyễn hỏi là xe này máy chạm chạy chị. Con bé Calamen hôm nay hơi vất vả, nóng nôi. Đây rồi anh em nhá. Đấy, đông đồ đạc rất là đều, cứng cáp, chất lượng nha anh em nhá. Một chiếc xe quay màu đỏ. Dạ vâng. Bác nào ưa thích có thể nhắn tin tại fanpage Lăng livestream trực tiếp giúp cháu với ạ. Nhà cháu sẽ có một đội ngũ gửi chi tiết hình ảnh xe và deal luôn về giá cho các bác ở đấy ạ. Nếu các bác có bất kỳ vấn đề gì cần thắc mắc ạ. Có con Zin Việt đời 2010, 2013 không em? Anh Hoàng Văn Ngự. Rim 2010, 2013, từ 2010 đến 2013 đúng không anh em? Hiện tại là hôm qua Rim em đang còn mấy con, nhưng mà không biết là con 78 triệu em bán rồi này, con 82, 87 triệu em bán rồi này. Em livestream xong em bán luôn này. Còn con mấy cái con Rim tính em bảo em quay xem còn con nào nên báo anh em nhé. Tại vì em cũng không nhớ đâu. Nhiều dạ, vâng. Loát không kịp anh em ạ, nhiều khi loát không kịp. Chú Linh Nguyệt hỏi đề nghị Dung nói chậm lại, nói hơi nhanh. Chú này là rất là soi cô cháu nhá. Thế là không ổn. Kệ chú cứ soi càng tốt mà. Em rất là muốn là mọi người có thể đóng góp ý kiến. Đôi khi là bọn em livestream nhiều nó có cái thói quen mọi người, có cái thói quen em nói dạ, nhanh, vâng. Nói nhiều là nó nhanh. Đấy nên là nếu mà em có cái khiếm khuyết gì mà đang cần phải sửa chữa thì anh em cứ dạ vâng, cô chờ ý kiến ạ. Hoan hỉ đóng góp ý kiến. Đó, rồi. Cháu và cô Dung sẽ lắng nghe hết cho các bác nha. Rồi, em nói hơi nhanh được rồi, vâng. Em sẽ nói chậm hơn sẽ một tí. Sẽ nói chậm tí. Lại một chút. Vâng, phải là hơi vào guồng các bác ạ. Các bác thông cảm giúp cháu. Nói thật với mấy anh em là như này, chia sẻ thật một xíu. Khi mà đã vào guồng xe rồi, vì khi mà đã vào một chiếc xe mà em đã giới thiệu rồi thì bản thân em cái từ những cái nói khi mình livestream là mình nói cái gì nhỉ? Ngôn từ nó cứ thế nó thoát ra là mọi người ạ. Nên là em cũng chẳng biết là em nói như thế nào, nhưng em cứ xuất ra thôi, mọi người thông cảm cho em nhá. Nhưng em đúng có nói đúng về trọng tâm đúng không ạ? Em nói đúng về xe chứ em nói liên man, em không nói liên thuyên ạ. Rồi, một chiếc SH 160 anh em nhá, 160, một ABS 2000 cây, nóng quá anh em ạ. Nóng thật, đây. Còi kinh khủng. Lên cháu để em huệ cho các bác, để cháu huệ lên cho các bác một SH 160 cho các bác nha. Màu đỏ để cho các bác nào mệnh hỏa mệnh thổ đây ạ. Em này đời 2023 giúp cháu biển em nó 29E3 Đống Đa luôn. Đó, biển Hà Nội luôn cho các bác. 29E3 01154 ạ. Phanh ABS nha. Phanh ABS cho các bác ạ. Đây, các bác nhìn đây. Xe còn mới và đẹp luôn nha. Pha của em đang nổi tiếng là siêu sáng rồi, gần như là không thể nào một chiếc xe máy nào có thể độ lại có thể kiểu sánh lại được với cả pha đèn SH rồi ạ. Rồi này, phanh ABS, có thể quay lại cho chị cái nút bấm em ơi. Nóng quá. Từ cái nút bấm của nó còn đẹp còn nguyên luôn nha, đối 2023 mà các bác. SH 160 giúp cháu với ạ.
Đó, phanh ABS, màn hình công tắc nút bấm, nó rất là đẹp. Quay đó, con quay lúc đấy là 21.500.000 anh em nhé. Quay vừa xong là 21.500.000 ạ. Anh cảm ơn anh Nguyễn Hoàng rất là nhiều. Em đừng nói phép. À, em Dung nói. Rồi. Dạ, không, dạ. Em nói sự thật mà. Tại vì là đôi khi là cái trong cuộc sống thì mình làm nghề nào thì mình biết nghề đấy ạ. Khi mà mình đã có ngôn từ là em cứ bổ thôi. Vẫn vốn dĩ là em cũng nói nhiều rồi. Vốn dĩ là em cũng nói nhiều, bản thân em cũng hay nói nhiều rồi. Nhưng mà khi mà đã vào guồng thì em cũng nói kinh phết. Không đùa. 160 anh em nhá, xe siêu mới cho em ạ. Anh em nào đang tìm mua một chiếc SH160. À thôi em nói chậm. SH160 nhưng mà nó không phải guồng của em anh ạ. Nếu mà 100, nếu mà em mà nói chậm là nó không phải đúng tu của em, không gu của em. Thôi thôi, con quay đi, quay tay một vòng. Em thì mới không ạ? Siêu mới, phanh ABS siêu mới nhá. Em không khóc đâu ạ. Em bị con gì nó bay vào mắt rồi sao, em bị con gì nó bay vào mắt thôi. Rồi bản 2023 nha anh em nhá. 2100 km. Đấy. Anh em nhìn 2100 km, nhìn mới không? Mọi người nhìn mới không? Bây giờ là ra 160 mọi người nhá. Đấy. Rồi 160 sao mặt hay con quay cao lên con nhìn con. Đấy, đúng rồi, xin nhìn dùng cái mặt này. 2100 cây rồi, tiếp theo 160. Đấy, mới không, dành cho anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em nếu mà thích form dáng đời mới ạ. Đây, anh em nhìn được ống buống này. Đấy, thụt 7 màu này. Rồi biển 29 này. Đống đa anh em nhá. Rồi để em kiểm tra giá xem nó là bao nhiêu tiền ạ. Dạ vâng, biển số em là 29E3 đống đa. Em bị con gì nó bay vào mắt đấy. Đó, các bác thấy xe cứ cát sạch sẽ đây, nhà cháu lên hết rồi. Yên áo còn đẹp luôn cho các bác nha. Vâng. Yên nào, em chị nào. Yên này, tay sách còn đẹp luôn đây ạ. Vâng, bán ra với giá là... Xe máy vẫn nổ từ vừa nãy đến giờ ạ. Rồi, 90... 94 triệu nha anh em nhé. 94 triệu 2023, đăng ký tháng 9 năm 2023. Chìa khóa đầy đủ nhá mọi người nhá. Từ từ chìa khóa tí, còn gì nó bay vào mắt. Nó quay tiếp đi, quay tiếp. Dạ đây. Dạ vâng, chào tất cả các bác đang xem livestream. 94 triệu đồng anh em nhá. 94 triệu cho các bác nào ưa thích giúp cháu với nhá. Bản SH160 đời 2023. Đó, từ cái nút bấm còn rất là đẹp. Các bác muốn mua một em xe lướt mới này, mua một chiếc xe đi ăn đi làm, lựa chọn cho cháu những dòng em này nhá. Thổi chị cái mắt. Xe gần như là không xước sát gì ạ. Gần như là cháu Huệ thấy là không xước sát gì rồi. Thổi chị cái mắt. Lốp còn đẹp luôn, để cháu kiểm tra luôn đây. Mạnh lên. Tuần thứ 19 này. Không em. Ôi sao bánh này từ tuần thứ 19 hay không 21 à? Như thế nào đấy? Rồi. Con gì nó bay vào mắt ấy. Nó ra ạ. Hai thằng nó hết hơi. Có hai thằng nó quay cho nó thổi cho mà nó thổi như kiểu hai thằng hết hơi. 94 triệu đồng anh em nha, 160, 2100 cây đời 2023. Anh em nào quan tâm 160 anh em, quan trọng xe này là 160, xe siêu đẹp luôn, siêu mới luôn. Riêng bảo đảm về chất lượng, an ninh cho anh em, mọi người không phải lo lăn tăn về chất lượng đâu. Cam kết với anh em nó không ngập nước, không tai nạn, không hết dầu. Nhưng riêng những cái dòng xe này bên em kiểm định của anh Kiên thì cực kỳ là chặt chẽ và kỹ càng. Đấy, rồi ok. Tiếp theo một chiếc X-Side 150. Lên cho bác một em X-Side 150 màu xanh bạc nha. Không, dạo này không tụt huyết áp nữa. Dạo này không phải tụt huyết áp anh em ạ. Dạo này thuốc thang cũng tưng bừng khói lửa lắm. Nên là ngày nào em cũng lên 2K bình thường, gặp anh em giao lưu anh em bình thường. Và nói anh em thấy bọn em nói không ngừng nghỉ sau một cái là live stream này vẫn cứ 10K ngày sau vẫn bình thường. Rồi tiếp theo anh em nhé, 82 phía sau. Anh ơi, 82 phía sau em vừa bán rồi. Con này em đang bán ra với giá là 87 triệu. Đời 1999 bản Mayoto đấy ạ. Xe siêu đẹp. Chắc không có đâu. Anh em ngày em live đi live lại tầm 2-3 lần. Anh em mà thích những cái xe đấy mà không mua thì hơi phí. Thì nếu mà anh em mà đang tìm mua một chiếc xe cổ mà tầm giá tiền như thế thì cũng không có nhiều đâu. Quê Thái thì em hiện tại quê Thái nhà em đang hết rồi anh trai ơi. Anh gì đây, anh Nguyễn Lam Lâm gì nhở, có Dream chưa bạn? Dream á? Dream trong nhà thôi em nhâm, thêm ít nữa thôi. Dạ ừ. Vâng, anh Huy Trần hỏi con đai lừng giá sao. Cho em một xíu em lên đây bây giờ, em lên luôn, em sẽ quay nhanh hơn bình thường một xíu nha. Hơi mệt rồi cô nha. Không sao, cố con mệt rồi đó. Rồi tiếp theo anh em nhá, 150.
xe dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi, máy zin anh em nhá. Đấy, 150 bản GP. GP cho em. Đấy, GP xanh GP này. Rồi, 150. Caramel này giật đật lắm rồi. Lật đật lắm rồi. Đời 2016 á, giá thì yêu thương luôn anh em nhá. Biển em nó là 29D1 Hai Bà Trưng ạ. 29D1 91061 cho các bác nha. Rồi. Các bạn thanh niên này, đời 2016 rồi ạ, đi được hơn 1 vạn cây nha. Các bạn nào có nhu cầu đi phượt này, học sinh, sinh viên, thanh niên đi ăn đi làm đều lựa chọn cho cháu những em này được nha. 2016 mở tốt từ đằng trước. Vâng, 19.600.000 anh em nhá, 19.600.000 một chiếc X-Style 150 đấy, 2016. Sơn zin máy zin cho em mọi người nhá. Đấy, 19.600.000 sơn zin máy zin. Quay bên này chưa con? Đồ đạc sạch sẽ ngon lành dọn hết rồi mọi người nhá. Dọn ở đây là bọn em chỉ có đánh xi này, rửa sạch này, thì gọn sạch sẽ ngon lành cành đào, đánh xi ngon lành cành đào, kiểm tra chất lượng xe cho anh em nhá mọi người nhá. Thế thôi chứ bảo là dọn thì nó dọn. Dọn nó có nhiều nghĩa, một con là dập đẹp và một con là chỉ dọn sạch sẽ thôi. Đấy, con này dọn sạch sẽ 19.600.000 cho anh em. 2016 mọi người nhá. Ok em ơi, lên cho chị đi. Dạ, cháu các bác nào có nhu cầu có thể inbox trực tiếp tại fanpage đang livestream giúp cháu. Cháu chị xin chị rồi. Sorry anh em. Lead. Một trong lead. Những dòng xe gọi là gia đình, tiếp family. Rồi bản Sinon anh em nhá. Một chiếc bản Sinon đời 2022 ạ, màu trắng. Đấy, mặt mũi rất là xinh đẹp này, bản đời 2022 chạy 2.900 km. Đấy, cho các anh các chị nào mua cho vợ cho con, mua cho mẹ cũng được. Đấy, mua cho các con đi học đều ok mọi người nhá. Cốp rất trắng. Rộng. Dành màu cho trắng các bác nào mệnh kim đây ạ. Con này đời 2023 rồi cô ạ. Ừ, lên hẳn 2023 đúng không? Vâng. Đấy. 2023 biển số em nó là 29X2 ạ. 14600 giúp cháu nha, màu rồi. Trắng cả nam cả nữ đi đều được ạ. Rồi. Xe để... cốp thì siêu rộng rồi. Các bạn sinh viên này, các mẹ các chị làm về ngành thời trang này, đi đâu hoặc là làm sự kiện đi đâu mà phải mua thật là nhiều đồ. Nó có những em này mà đi trên đường cũng quá là tiện ạ. Rồi, hàng 2023, sorry anh em, 2023 rồi anh em ạ. Đây. 39 nó còn đẹp triệu bao nhiêu đây? Ui giời ơi, 39.700.000 anh em nhá. 39.700.000 thôi, hôm nay em giảm xuống còn 39.500.000 chỉ trên livestream mọi người nhá. Livestream em bán 39.500.000. Đấy, còn các bạn có thể chốt luôn, chốt nhanh giúp cháu vé ạ. 2023 mọi người, 2023 chạy 2.900 cây, nó là hàng siêu lướt rồi. Đấy, không có gì phải lan tan 2023 rồi nhá. Có 2.900 cây thì anh em nghĩ là nó tay sách nó còn dinh theo xe, chưa phải bán tỉa tí nào luôn mọi người nhá. Đấy. Rồi. Ba kính còn đẹp còn trong luôn ạ. Như mắt của Hà Lan. 39.500 đây nhá. 39.500. Rồi tiếp theo một chiếc Dayland. Con quay đi, quay Dayland. Chú Hoàng Anh hỏi truyền hình trực tiếp tại thành phố nào Hà Nội đấy nhá. Em truyền hình trực tiếp tại địa chỉ 52 chùa Hà Cầu Giấy Hà Nội cho các bác nha. Vâng, Dayland 2003 anh em nhá, giá 9 triệu đồng ạ. Một chiếc hôm vừa rồi là em chưa dọn, chưa rửa, chưa làm gì cả. Hôm nay thì dọn sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. Một chiếc Dayland đấy. Anh Luân vừa bảo mua cho bồ được không? Ui, mua cho bồ phải là người yêu chứ anh. Mua cho bồ nó quý hơn vàng. Thôi các bác mua tặng mẹ tặng vợ để cho hạnh phúc gia đình yêu thương. Cháu muốn là thật sự là các bác khách hàng ở trên xe máy Hoàng Kiên sẽ có thật là nhiều thành công, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống này, có một gia đình hạnh phúc đấy ạ. Rồi ok, tiếp theo con ơi, quay đi một vòng cho cô. 9 triệu anh em nhá, 9 triệu một chiếc Dayland. Vì hôm vừa rồi em like 8.800.000 nhưng ngày hôm nay thì em đã được dọn sạch sẽ ngon lành cành đào rồi. Cộng thêm cho em 200.000 nữa mọi người nhá. Đấy, hôm vừa rồi không biết là có phải nhớ em nhớ không nhầm là thiệp like 8.800.000. Thôi, hôm nay em vẫn like 8.800.000 cho anh em. 8.800.000 anh em chốt luôn trên like cho em nhá. Đời 2003 đăng ký tháng 11 2003 rồi. Dọn sạch sẽ ngon lành cành đào nhưng mà anh em nếu mà đang xem live hoặc anh em thích xe này thì cọc luôn giúp em nhé mọi người nhé. Dạ vâng, đấy. Biển số em nó là 29P6 ạ, 1692 cho các bác nha. Đây, màu đỏ mệnh hỏa mệnh thổ. Bình thường thì con này nó là 150, nếu anh em thì nó sẽ cao hơn. Nhưng con này nó là 125. Đấy, nghe máy, anh em nghe tiếng máy thôi, máy chất cực luôn. Đấy, máy chất luôn như vậy không nha mọi người nhé. Đây. Hình dáng với một cái giá tiền này, hình dáng em này cũng quá là cứng cáp rồi ạ. 8 triệu, các bác thấy 800.000. Xe yên rất là rộng đây.
Xe yên siêu rộng luôn ạ, xe cũng gọi là cũng khá là cao. Bên em có ship tỉnh nha anh em nhé, bên em ship tất cả các tỉnh luôn anh em ạ. 64 tỉnh thành từ Hà Giang xuống Cà Mau nhà cháu thể ship hết để cho các bác ạ. Ok Vũ Hoàng nha, cảm ơn Vũ Hoàng rất là nhiều. Hà Nội bán nhiều xe đẹp và rẻ vậy đấy, ok anh Hoàng Anh. Xe đẹp, là đẹp. Đến Hà Nội là trung tâm của cả nước rồi, một nơi hội tụ cũng rất là nhiều, cũng được à. Rồi. Là các bác hội tụ rất là nhiều, có vẻ đẹp của rất là nhiều mọi thứ đổ dồn hết về đây ạ. Vâng, một chiếc Jupiter. Một chiếc Jupiter, vừa rồi anh em nào có hỏi em Jupiter em hết. Nhưng hôm nay lại có con Jupiter này mới ra mới về. Rồi, một vòng cho cô đi con ơi. Một chiếc Jupiter đời 2014 á. Jupiter 2014 màu bạc nha anh em nhé. Bản vành đúc, phanh đĩa màu bạc. Đấy, biển Hà Nội. Để kiểm tra xem nó Jupiter nó ở chỗ nào rồi. Rồi, một vòng cho anh em. Một vòng cho anh em. Đấy, 29B1 29B1 Ba Đình cho các bác ạ, 55866 đấy. Biển đẹp nhỉ anh em nhỉ? Vâng, biển đẹp ạ, 55866, 29B1 biển Ba Đình luôn. Các bác nào mà, những bác nào mà đang làm việc tại Hà Nội này, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, không, vẫn chưa có hộ khẩu Hà Nội hoặc là không muốn mất cái thời gian sang tên, thì các bác có thể lựa chọn cho cháu những em mà đã biển Hà Nội sẵn rồi. Các bác đi luôn, không cần mất thời gian chờ hồ sơ hay gì đấy ạ. Con 14 triệu đồng. 14 triệu đồng nha anh em, Jupiter biển Hà Nội đây. Anh em nào thích những cái dòng mà form dáng của Yamaha chạy vừa bốc vừa chất lượng, thực ra là nó bay xe. Đấy mọi người có thể trải nghiệm, mình đi từ một chiếc Segway, mình trải nghiệm sang một chiếc Jupiter đời này. Máy thì con này dạy chạy hay lắm. Yamaha thì thường thường là miền Nam rất là thích, còn miền Bắc thì thường thường là thích Honda. Đấy dạ, còn không biết là anh em ở đây thì đang thích những cái dòng nào. Nếu anh em đang tìm hiểu một chiếc Jupiter dao động giá tầm khoảng 15 triệu quay đầu thì anh em làm cho em con này giá 14 triệu mọi người nhé. 14 triệu đồng ạ, máy thì cam kết cho anh em chất lượng luôn. Máy ngon nhỉ? Dạ vâng, ngon thế. Anh Nguyên Bùi hỏi Hà Nội có phố Trần Duy Hưng đúng không em? Đó. Dạ đúng rồi anh ạ. Anh ơi, nhà em tại địa chỉ 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội cho các bác nha. Anh nhà em chỉ đấy. Cách nhà em chỉ cách bến xe Mỹ Đình 2,5 cây đến 3 cây thôi ạ. Thôi, 14 triệu em này nha anh em nhá. 14 triệu đồng một chiếc Jupiter biển 29B1 55866, biển đẹp nhỉ anh em nhỉ. Phố Trần Duy Hưng có luôn anh em nhá. Anh em nếu mà nhà anh em ra phố Trần Duy Hưng thì nó có những cái em mà hàng ghẹ chân dài tầm khoảng 45-50 cân đến 55 cân quay đầu. Đấy là ghẹ chân dài, là anh em cứ đi qua đây là vây như này. Em không biết nhưng mà em chỉ được nghe lại đâu mọi người nhá. Mua xe về Hải Phòng làm thủ tục trả góp được không? Anh Khỏe Bùi. Chắc anh phải liên hệ trực tiếp với các bạn viên online hộ em cái. Tại vì những cái dòng này thì em cũng không nắm bắt được đâu. Thôi em ơi, thôi để chiều ca sĩ nghỉ chiều ca dạ, sĩ vâng hát tiếp. Anh Khỏe Bùi mua xe về Hải Phòng làm thủ tục trả góp được không ạ? Khổ, hôm nay anh em đang cứ khen. Nhà em bảo hỗ trợ trả góp cho các bác nha. Biết là khen hay chê đây mà anh em cứ bình luận từ nãy giờ toàn bảo cô em có quả áo phông. Em thích mà. Rồi tiếp theo anh em nhá, nhập khẩu một chiếc SH nhập khẩu 150. Rồi 150 anh em nhá, đời 2000. Để cô kiểm tra nào, con một vòng đi. Vâng ạ, màu đen cho các bác, dành cho các bác nào mệnh thủy mệnh mộc. Biển số em nó đến từ 29D22 và Trưng ạ. 35273 giúp cháu với một em SH nhập khẩu. Rồi 73 chờ em một xíu, 73 bao nhiêu? Rồi kiểm tra 73 nó ở chỗ nào. Đây, các bác đi, và đặc biệt là nếu các bác đi những em SH nhập khẩu sẽ chú ý cho cháu về cái đường nước của nó cho các bác nha. Đây rồi, 25373. 2009 anh em nhá. 42 triệu. 42 triệu em bán 41 triệu mọi người nhá. Nhập khẩu em bán 41 triệu. Xe nhập khẩu đấy 2009. Đấy, 150. Ui giời. Một chiếc SH nha anh em nhá. Những cái dòng này thôi nó có hơn 40, không có nhiều đâu anh em ạ. Không có nhiều những cái dòng này đâu. Anh em đang tìm mua một chiếc SH thì mọi người có thể cân đối cho em dưới 50. Trên 40, trên tầm khoảng trên dưới 40 anh em có thể giao lưu cho em con này mọi người nhá. 41 triệu đồng. 150 đời 2009, ít lắm mọi người, không có nhiều đâu. Đấy, anh em nào quan tâm xe hôm nay thì dọn sạch sẽ ngon lành hết cho anh em rồi mọi người. Dọn sạch sẽ hết rồi. Đấy, anh em nào thích một chiếc nhập khẩu thì làm cho em nhé mọi người nhá. Được cái là 150, máy chạy phê. Còn một
có anh Quân Liên hỏi nhà mình có xe Way Alpha lốc máy lốc trắng máy zin không ạ? Chưa chạm. Không còn anh ơi, không còn chỗ nào ạ. Không còn chỗ nào, không còn con nào anh ơi. Rồi anh đang hết các bác nha. Có những em nào mà hàng hot hit nhà cháu sẽ cố gắng lên like luôn cho các bác ạ. Em không biết đâu, em không biết Trần Duy Hưng đâu, em chỉ nghe mọi người nói thôi. Em cứ thấy phố Trần Duy Hưng cách nhà cháu sẽ khoảng từ 3 cây đến 3 cây rưỡi. Đó, nếu các bác nào mà nhà Trần Duy Hưng không biết, nhưng mà em chỉ được nghe nói, em chỉ được nghe nói là đến cái phố đấy thì nó là phố Vẫy thì đấy, em không rõ đâu. Thôi kệ mọi người, phố Vẫy không phố Vẫy không quan tâm. Mà đây ơi, anh em nếu anh em đang tìm mua những chiếc SH mọi người nhá. Dạ vâng, anh em mày... trong này rất là nhiều đấy ạ. Anh đấy. Mạnh Ngô có hỏi là nhà mình có con xe nào hơn chục triệu mà đẹp đẹp không ạ? Hơn chục triệu có nhiều, anh xe quay xe Jupiter vừa xong em bán có 14 triệu rồi anh em nhé. Có 14 triệu vừa xong con đấy ok mà. Dạ vâng. SH bản LED 2 tầng. Đấy, xe đen sần xịn 2019 mọi người nhé. Đấy, anh em nào quan tâm thì làm cho em con này quay cho cô một vòng. Vâng ạ, đã từng có một buổi live trực tiếp với em này rồi. Mệt rồi đúng không? Đưa đây, đây rồi. Calamen đi. Calamen hiện tại là đang mệt rồi anh em nhá. Để em sẽ quay đi vào trong đây quay nốt một vòng rồi xong là xin phép nghỉ xuống live. Đấy, tất cả những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà năm Hoàng Kiên anh em nhé. Cháu ngày đấy. Đang bán rất là nhiều những dòng xe đây, SH nhập, SH Việt, S21 đến những em xe cổ, xe Jim 8281, 6797 xe Win Simpson, nhà cháu đều bán hết cho các bác nha. Vâng, con gì nhở? Con 78 triệu em bán rồi nha anh Nguyễn nhá. Vâng, con 78 triệu em đã bán rồi. Rất là nhiều anh em đang tìm mua những chiếc xe cổ thì hiện tại xe cổ nhà em đang còn 82 này, 81 này, Simpson này anh em này. Đấy, 82, 81 Simpson, những chiếc 8250. Đấy, những chiếc xe gì đây? Đầu Vinh. Đấy, những chiếc xe 81 rất là nhiều những dòng xe đang có mặt tại nhà em. Nhiều không anh em? Ra bảo chú Đức vào quay đi. Đấy, những chiếc Dream Việt Nam 110 anh em nhá, dành cho anh em chở hàng này. Chú đấy. Đức ơi. SH vừa xong em like này, những chiếc 81 xe mà cũng tầm cao tiền đấy, anh em đang tìm mua những chiếc 81 cứng cáp, đẹp, hơn 20 triệu, hơn 30 triệu là bên em có cho anh em luôn nhá. Những chiếc xe 67 đây kìa. Đấy, những chiếc xe 67. Quay nốt cho chị xong rồi. Những chiếc xe 67 bên em vẫn còn ạ, tầm khoảng hơn 15 hơn 16 triệu thôi. Đấy, tất cả những cái dòng xe đang có mặt tại nhà em, anh em nhìn từ những chiếc SH1, những chiếc SH Việt Nam rất là nhiều luôn anh em nhé. Đây quay vào trong đây chỉ là một cơ sở thôi nha các bác nha. Nhà cháu có một em địa chỉ bên 62 nữa. Rồi. Một căn biệt thự để hết full toàn xe 5 tầng xe ạ. Rồi, nhiều lắm anh em ạ, nên là bọn em like ngoài kia chỉ được một vài ba con để đấy thôi. 8250 hơi 50 anh ơi, em có con 82 hơi 50 kia. Hôm vừa rồi báo xuống giá còn 47 triệu anh em ạ. Sơn zin máy zin của anh Sáng đấy mọi người. Anh Tiến Thịnh hỏi nhà mình cho xem con 82 tầm 20 triệu ạ. 82 tầm 20 triệu á? Không còn rồi anh ạ. Không còn 82 hơn 20 triệu rồi. Anh thử báo nhân viên trong nhà xem ở dưới kho còn không. Hiện tại em nhìn ở đây nhắc qua không còn. Gì nhở? Future 1 anh em nhá. Dream Việt em cũng vẫn còn này. Con này đang bán ra với giá là 41 triệu. Sơn zin, máy zin, hồ sơ cầm tay cho em mọi người nhá. Dream Việt Nam 39 triệu 500 ạ. Dạ, đấy, còn một chiếc xe Dick 76 để em báo giá luôn con này. Biển một em zin Việt biển 29B1 Ba Đình 62176 cho các bác nha. Vâng, 76 à? Rồi ok, chờ em một xíu thôi. 62176 à? 62176 là Dream nó ở chỗ nào rồi? Rồi, để anh Nguyễn Hùng ơi, nhà em có bán Vision cho các bác nha. Các bác có thể là 2004 26 triệu 500 con này anh em nhé. 26 triệu 500 một chiếc Dream này. Thôi mà không cần quay. Thằng em thấy chị kêu nóng phát, thằng em phải vào Semin đâu Dung à? Semin hình như Semin bán rồi em đúng không em? Dạ vâng. Anh Thái Duy ơi, nhà em là làm ăn đàng hoàng, có 3 cửa hàng to đầy đủ luôn cho các bạn. Có 3 cửa hàng rất là to cho các bác nha. Đó, uy tín chất lượng, thế nên là các bác có vấn đề gì các bác có thể inbox feedback lại giúp cho cháu với ạ. Rồi, nhà cháu sẽ giải quyết hết tất cả các vấn con đề min, cho các bác. Con Min bán rồi đúng không? Con Min bán rồi đúng không? Min em bán rồi anh em ạ. Hỏi Đức nhưng mà Đức nó khinh. Rất là nhiều em ơi, quay một vòng xong xin phép cho anh em nghỉ. Những cái dòng xe SH cho mọi người nhá.
SH-Smoke đây, rất là nhiều luôn. Dạ vâng, nhập anh... khẩu cũng rất là nhiều luôn anh em nhé. Nhập khẩu đây, mọi người nhìn nhập khẩu nhà em này. Đen trắng nhà em có hết mọi người nhé, đen trắng nâu cà phê. Đấy, đen trắng nâu cà phê nhập khẩu đây mọi người nhé. Đấy, rất là nhiều những cái dòng xe đã có mặt tại nhà em luôn. Anh em nào Hùng hỏi nhà mình có Vision xám xi măng không ạ? Vision xám xi măng em còn, còn SH được không anh? Lên SH đi quay, nó cần SH cho chị. Đấy, anh em lên SH được không ạ? SH xi măng được không anh em ơi? Dream 110 giá sao rồi, em hoa tươi gì đây? Toàn Thị Nguyên chào em chào em check con chắc đọc của cô con Dream Dream xanh đấy. Ờ bao nhiêu biển gì để cô báo giá cho anh em luôn. Rồi. Lần cái sau con mình này đi. Cô, cái con Super Dream này. Ờ lần sau mình phải đi dép cao cao lên một tí, con cháu nó cao quá lành thành ra mình lùn như nấm. Đúng rồi. Đấy cô phải để ý. Biển số em nó 29E2 10718 cho các bác nha. Biển Đống Đa đây ạ. 2016 nha anh em nhá. 19 triệu anh em nhá. 19 triệu. Anh Nguyễn Hùng bảo lại hát nhiều tiền quá chị ạ. À, em mua con vừa tiền thôi chị. Dạ có thể inbox Vision luôn. Đúng anh em. Vâng Vision, ạ. Anh em muốn lấy thì Vision xi măng. Thế thì các bác có thể liên hệ với các bạn online luôn để nhà cháu sẽ liên hệ đi tìm mua luôn cho các bác nha. Vâng, rất là nhiều anh em đang hỏi. Nếu mà anh em tìm mua Vision bản xi măng hiện tại nhà em đang hết, chỉ còn đen sần. Đen sần đỏ, trắng và xanh. Đấy, xanh sần cũng có luôn. À, có tầm 1,50. Em cũng không hiểu. Anh ơi, min em bán rồi anh ạ. Anh làm con 67 được không? Anh em cứ hỏi min 67 hoặc anh em làm con xin son này này. Đấy, anh em làm có thể làm con xin son này cho em. Còn hiện tại là có xe 50 không em? Ui rồi anh Tính Nguyễn anh hỏi đúng ấy rồi. Anh hỏi đúng tầm nhà em rồi. Xe 50 nhà em rất là nhiều. Xe 50 nhà em có Elite này, có Rockno này, có Cammy này, có Coupe này, có Elite Lit này. Có gì nhỉ? Có xe 82 50cc này. Có xe Zim, xe Way 50cc, Galaxy này. Đúng rồi, Galaxy này. Zim này, Way này. Ui nhiều lắm anh ơi. Anh báo cho các bạn nhân viên online gửi cho anh đi anh. Dạ vâng ạ, nhà riêng xe nhà em rất là nhiều rồi. Cho xem 67, anh đỗ thanh hay quay cho chị. 15.500.000 con 67 riêng nha anh đỗ thanh nhá. 15.500.000. Giá 81 thì anh cứ giao động cho em giá 81 là bao nhiêu? Cứ tầm khoảng 8-9 triệu trở lên. Ái hơn chục triệu là có xe 81 rồi. Có bán cháu gái không? Không anh ơi, từ từ chưa bán ạ. Có size 150 màu đỏ biển Hà Nội dưới 20 triệu có luôn nhá. Nguyễn Văn Đoàn nhá, có luôn ạ. 81 phía sau em. 81 mà, con này 82. Đây, 81 đây, 81 đây. Đấy, đọc của cô con 81 đây, này, cô đọc nốt con này. Đấy, biển 29AA cho các bác nha. 26698 đây ạ. Rồi, 26698. Màu xanh dưa. Nó cũng gọi là nhuốm màu theo năm tháng. Vẻ đẹp của lịch sử nha các bác nha. Có thể kiểm tra. Con đấy là hàng đẹp anh em nhá. Con đấy là hàng đẹp 50cc, hàng đẹp đấy, 32 triệu cơ anh em ạ. Con đấy là 32 triệu cơ, hàng đẹp. Nếu anh em mua hàng vừa vừa 81 thì xe giật giật thì nó tầm khoảng hơn chục thôi. Chứ đấy anh em mua hàng đẹp con này như con này của em 32 triệu. Đấy. Thế vừa xong em mới nói là anh em là đang tìm mua một chiếc xe 81 đẹp hoặc 82 đẹp. Thì bên em có cho anh em mua mọi người nhá. Dạ vâng, anh Lâm Hùng hỏi Vision giá dao động là giá như thế nào. Đó. Các bác có thể dao động giúp em là từ... Nếu con mua Vision đời mới là trên dưới 25 triệu giúp cháu với anh Hùng Phạm ơi, con Dream này là 19 triệu anh ơi. 19 triệu con Dream, xe siêu đẹp luôn, đời chót đời cuối cùng 2016 anh nhá. Rồi, rất là nhiều anh em đang xem live stream. Gần 500 anh em trên bếp màu xanh rồi. Gần 200 anh em bếp màu đỏ. Và gần 100 anh em trên nền tảng Top Top. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào buổi chiều ngày hôm nay với ạ. Tại vì dạ, là vâng. Buổi sáng ngày hôm nay hai cô cháu em thì like cũng tương đối độ tương đối đủ xe rồi mọi người. Cô Dung bắt đầu kiểu luyến lấy là hơi vấp vấp rồi. Rồi không, là... không chưa chưa cô chưa. Dung thì còn lên nữa nhưng chẳng qua là nó cho các cháu thôi. Chào cháu Huệ. Đúng anh em rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nhá. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Biết ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Hẹn anh em vào 4:30 chiều ngày hôm nay. Còn rất nhiều những dòng xe đang chờ đón tất cả anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ. Dạ vâng, chào các bác.